bãi tập kết cát của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc phường Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Những bãi cát ngày càng cao và rộng ra. Bãi vật liệu này đã nhô ra gần 1/3 lòng sông Hồng. Thời điểm này đang là thời điểm trước mùa mưa lũ, sông Hồng đang rất cạn nước, càng thuận lợi cho việc hút cát. Theo cơ quan chức năng, hoạt động này sẽ tác động mạnh đến dòng chảy, nhất là khi lũ về. Né ra cái mực nước sông Hồng trong mùa lũ có thể nó không đến cao đến mức độ đấy, nhưng chỉ vì đống phế thải này có thể nó sẽ dâng cao hơn, sẽ gây ảnh hưởng thì chắc là chúng ta cũng chưa lường hết được. Bởi vì là nếu như ở mức nước thấp thì không vấn đề gì, nhưng đã cao rồi, cao thêm một chút nữa sẽ rất là nguy hiểm. Còn đây là ngõ 264 đường Âu Cơ, dẫn ra bãi đá sông Hồng thuộc địa bàn quận Tây Hồ. Từ năm 2007 đến nay đã có 12 người chết đuối ở bãi đá này do lở đất hoặc xoáy nước. Người dân ở đây cho biết không chỉ lũ mà hiện nay chỉ cần một cơn mưa to cũng khiến khu vực này bị úng ngập. Ngập lụt nhiều lên, bây giờ đây này chị ra đến chỗ này là trông thấy bãi lụt để rậm. Ai có tiền thì nâng được lên thì làm, mà ai không có tiền thì để đành bỏ rậm. Dư của chúng tôi đây cũng thế thôi. Lúc nào ngập thì chịu, cạn thì mới ra thu hoạch được. Đối với các hoạt động đấy là tự phát, trên hoạt động trên địa bàn phường đấy thì chúng tôi cũng nhận thấy cái trách nhiệm của chúng tôi trong vấn đề đấy. Và chúng tôi tiếp tục là tập trung vào xử lý. Nạn hút cát hay xâm lấn bờ bãi sông Hồng đang khiến lực lượng quản lý đê điều gặp không ít khó khăn. Lực lượng mỏng, thêm vào đó, họ đơn thuần chỉ là đơn vị quản lý chuyên ngành và chỉ được phép lập biên bản vi phạm nên không có chế tài xử phạt. Những vi phạm càng khiến tình trạng đê sông Hồng bị xâm hại ngang nhiên. Với cái thuyền máy mà chúng tôi được trang bị thì chúng tôi sẽ thành lập một tổ trên sông, tập trung thường trực vào tại những vị trí mà có xảy ra hút cát nhiều để xử lý hoặc là xua đuổi, báo cáo với chính quyền, phát hiện kịp thời báo cáo với chính quyền để có cái chuyện xử lý. Từ khi mở rộng, Hà Nội là một trong những địa phương có tuyến đê dài nhất ở miền Bắc với gần 600 km. Mùa mưa bão đã gần kề, hàng nghìn hộ dân sinh sống trên bờ sông Hồng đang đứng trước rất nhiều hiểm nguy.